đúng đôi view rồi nha. Con này có bự không ta? Con này bự nha cả nhà. Phi nha cả nhà. Đấy. Lên hàng. Xin chào cả nhà. Hôm nay Quyền đi câu cá rô phi tiếp nhé cả nhà. Đây, đi câu có cái bừng chuối này, ngon nha cả nhà này. Rồi Quyền bắt đầu đi câu nhé cả nhà. Hôm nay đi câu cá rô phi tiếp nha cả nhà. Hôm nay Quyền câu cái mương này nha cả nhà. Đây là cái điểm hôm đợt trước Quyền câu này được nhiều cá rô phi ấy. Thì Quyền câu lại từ cái điểm này xem có không nha cả nhà. Đồng lúa bắt đầu chín hết rồi. Nó đẹp không cả nhà? Rồi cá nơi đấy. Kiểu này gì nó phi lắm rồi. Giật nha cả nhà. Đúng rô phi rồi nha. Con này có bự không ta? Con này bự nha cả nhà. Để Quyền tháo nha nhà. Ăn rồi đấy cả nhà. Đây, ăn đôi. Lôi thoải mái giật nhanh nha. Đi đây rô phi nha nha. Ush. Đây, vẫn còn nằm đây mày. Để Quyền cất nhanh nha. Đấy, cá ăn rồi đấy. Đấy, lôi đi, lôi đi. Lôi đi. Phi nhanh nha. Đấy. Béo như nhỉ. Đây. Mình tháo nha nhỉ. Khả ăn liền.
Cụ phi nha mình nhạc. Bộ phi nha nhà. Đấy. Lên hàng. Có thể mình tháo nhé. Đấy, ăn rồi đấy. Lối đi, lối đi, có phi tiếp này nhỉ? Con này bé à? Con này phiền thải nhỉ? Cái gì đấy, cà rô gì đây, cả đôi đồng nha. Đấy, ăn đấy, thôi đi. Cả ăn toàn lôi vào rác không? Ăn kiểu này dễ đô phi lắm, dễ đô phi lắm. Đấy, đúng đô phi bé quá. Con này lại thả tiếp nha. Đấy, ăn rồi đấy. Chạy đấy, lối đi. Lối đi. Mặc cà rô như này nhỉ? Rồi ăn rồi nha, nhỉ? Thả ăn liền luôn này, thao vào bờ rồi. Cho ăn thoải mái đi. Nhả rồi sao? Đấy, lôi rồi. Ui, cà rô.
Rồi ăn rồi đấy. Rô phi nhá nhỉ. Này con này loại nhá nhỉ, con này thả nhá. Đấy, cá ăn rồi nhá nhỉ. Trời, cua cua với cá. Ăn rồi đấy. Rồi lôi được. Đấy, ăn. Phi bé quá. Phải thả nhanh nhỉ. Thử thả trong rác xem. Rồi ăn đấy. Úi xưa lôi tôi. Cá bé. Lôi kiểu đấy là mắc à? Mắc trâu. Mắc kiểu này là về luôn nha cả nhà. Cứng luôn này. Tôi vừa câu về thành quả được trên này nhá cả nhà. Đây, rất to rồi. Cả bé bé vừa thả hết rồi nhá. Tôi cần dừng video tại đây nha cả nhà. Nhà video sau nhá.